chào anh em, mình giới thiệu anh em một cái con Eto quy tân của Mỹ. Con này thì nó là hàm 100. Con này thì còn mới, nước da của nó thì còn khá là mới, lành lặn hết. Thì con này mình có bên đây có làm là cái hộp hàm, nhờ cậu làm CNC là cái hàm, cái tay quay này, với cái mặt mặt đít phía sau, này. Còn lại là nước da con này khá là đẹp. Con này về lành lặn hết, nguyên si, thành lặn full. Vì cái thứ hai nữa là cái con ốc mà của cái con ốc này, con ốc nhôm về biết dẹp này nè, là của thằng này mà đã làm lại từ cái con ruột giác siết cho chặt hơn. Đó. Còn lại là nguyên zin hết, nguyên phiên bản zin. Ở đây hàm con này thì được một tấc, đó anh em xem một tấc. Nó mở ra bung ra được khoảng tầm 17 16 17 cm. Mình sẽ xoay cho anh em xem cái hàm của con Eto này. Khi cái hàm Eto này, con vít me còn khá là đẹp nha anh em. Ở đây mình quay như thế này cho anh em xem. Khi anh em quay xoay như thế này thì anh em sẽ dòm, khi mà mình trả vào, siết lại vào ngay liền á, thì nó sẽ không có độ trễ được bao nhiêu hết. Tại vì khi độ trễ càng nhiều, thứ hai khi trả vào cái đầu nó sẽ đắt, là cái vít me nó bị lỏng rồi nha anh em. Đây đó, bây giờ mình trả ra nè, đó, khá là nhẹ, bất cứ lúc nào. Anh em xem cái thân ống này nè, cái thân ống này nó chưa sử dụng bao nhiêu. Khi mà cái Eto mà cái ống này nó trượt ra nhiều quá thì sẽ đây sẽ mòn, bị mòn rất nhiều. Cái dân veneer của nó còn y nguyên trên này hết. Hàm thì làm lại cũng khá là đẹp, anh em coi hàm CNC là hết, làm bằng máy hết. Dân chung các chữ các cái thì còn y nguyên hết. Thì bây giờ mình sẽ mở để gần cho anh em xem. Đây, ở đây nó sẽ có một cái chữ dưới cái góc đáy này, góc chữ này, cái chữ thì của nó, mã của nó, cái thân này của nó, kể cả cái mâm này, đế này, dưới này nó cũng có cái chữ dưới này nữa, đóng cái chữ mã của nó luôn, 101028 luôn, cái mặt đế này, đế trên đúc gan này. Thì hàm anh em coi hàm khá là đẹp nè, hàm mình xi chui, đã làm chui lại hết, CNC lại và chui lại cho anh em xài ổn định hơn. Đó, đây cũng vậy, cặp hàm này cũng vậy, hai bên đều liền lạc lại hết. Con này trọng lượng của con này thì nó đạt khoảng tầm 23 kg. Anh em là có sưu tầm thì liên hệ mình. Anh em thấy những cái con này bây giờ đẹp thì cũng khá là hiếm, đẹp khá là hiếm, nó không phải là dễ có những cái con đẹp như thế này. Những cái da mà đẹp á, thì nói chung bây giờ thì những con này chày chỗ nó có nhiều, con này thì chưa sử dụng được bao nhiêu hết. Hay là một dòng cho anh em ngắm ra lần nữa. Ở đây nó cũng có mã chữ S nè, đóng những dòng chữ rất là nhiều. Ở đây nó phía sau cũng có nè, dòng chữ đầy đủ hết. Rồi, cảm ơn anh em xem clip. Anh em mà có nhu cầu sử dụng một con Eto hàm 100 của hãng uy tín của Mỹ thì liên hệ mình. Cảm ơn anh em xem clip rất là nhiều.